Chào anh em nha. Rồi, hôm nay em giới thiệu tới mọi người một chuỗi xe là bao gồm 4 chiếc của ba đến từ ba hãng xe. Do xe về khá nhiều quá nên em kết hợp một cái clip dài luôn đó, để anh em xem cho nó đã con mắt ha, được trải nghiệm được nhiều dòng xe. Rồi, chiếc đầu tiên khai đao đó là Yamaha T-Biz ha, biển số thành phố này là của Thủ Đức luôn rồi đó. Giá là 46.800 nha, đăng ký tháng 10 2018 đó. Mẫu xe rất là đẹp đó. Rồi, biển số thành phố nha, biển số cũng khá đẹp nha mọi người, là 34230, dễ nhớ đó. Thì mẫu này thì cũng không có nhiều vấn đề để nói ha, mà một dòng snack bike của Yamaha ha. Khá là nhìn nó trẻ trẻ năng động đó. Đang đi màu đỏ nhám thuộc Olin á, lộc thuộc upside down em nhầm, thấy màu vàng vàng ánh lên kêu Olin luôn. Rồi, ốc tán sáng chân hết chưa đó, ken xà beng nha mọi người. Thì lát thôi em sẽ có review từng chiếc gộp chung luôn đó. Ngoại hình thì rất là còn ngu, rất là đẹp luôn, màu đỏ nhám này nhìn rất là đẹp, nhìn rất là sang nha. À, rồi, kế bên là mẫu Yamaha R15 thần tánh, cũng là biển số thành phố luôn, 54.800, đăng ký 2020 luôn nha mọi người. Chất xe rất là đã luôn, màu xanh đen quá ngầu, bô đồ chơi chi chít, có một cái bộ đèn led này là đổi màu được luôn nè cho mọi người. Lát hồi em sẽ test cho mọi người xem nó chạy đèn rất là đẹp đó. Đó, bộ này cũng hết khá lúa của anh chủ xe á. Lát hồi em sẽ review chi tiết nha. Đó, Yamaha R15V3 đăng ký 2020, giá là 54.800.000 ha. Mà xe rất là đẹp, anh em nào đang tìm mẫu này thì ok luôn nha, quá đẹp luôn. Đó, số gãy nè, sơ là thấy số gãy nè, tay côn tay thắng nè, bảo vệ ti phuộc nè, rồi cục chống đổ bánh nè, đó, bô R1 nè, biển số đúc gầm, wow, chi chít luôn, nhiều quá. Thôi tí thêm review chi tiết hơn. Ok, rồi tiếp theo mẫu su GTX S150 đó, biển số thành phố luôn, 50N173004 ha, giá là 44.800, đăng ký 2019 ha. Một mẫu xe nát bay đến từ Suzuki, máy Suzuki thì khỏi bàn rồi, quá mạnh luôn. Trong phân khúc 150 theo em cảm nhận là su là mạnh nhất, máy như mạnh nhất á, máy zin nha. Quá đẹp luôn anh em ơi. Đó, xe ken xà beng luôn. Đó, xe em rửa trong ngoài sạch sẽ hết rồi, láng con hết rồi, anh em về chỉ có sử dụng thôi, sử dụng ngay và luôn và liền luôn ha, không phải đi rửa, không phải chăm sóc, không phải gì hết, tụi em đã canh chỉnh hết rồi. Chất xe còn rất là đẹp, ô đô rất thấp. Đó, xe máy móc nè, ốc tán len ken xà beng luôn. Ok ha, mẫu su GTX S150 ha mọi người ha, giá là 44.800.000, đăng ký 2019, biển số thành phố luôn. Rồi, tiếp theo đàn anh 300cc Honda CB300 biển số 10 ha, 48.800.000, đăng ký 2020 luôn. Còn hai kỳ đầy đủ nè, mã code luôn nè, đặc biệt Odo 600 cây. Rất là đẹp nha, rất là mới, anh chủ mua về để trong xó luôn, không có đi tới nha. Anh em nào đang có thích mẫu này thì alo trực tiếp nha, đặc biệt những anh em ở khu vực Đồng Nai đó, mua về là sang tên luôn, khỏi phải rút hồ sơ, đỡ thời gian cho anh em. Ok, sơ lược 4 em của ngày hôm nay đó, quá đẹp luôn, chiếc nào cũng ken xà beng hết, vừa nát có, vừa bọt có, lát xít có đó.
Rồi em sẽ vô tư em sẽ giờ bây giờ em sẽ bắt đầu vô chi tiết từng 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 em một nha. Ok nha. Rồi, tiếp tục nha anh em. Đó, đây mình sẽ vô chi tiết mẫu T-Bit đăng ký 2018. Có giá biển số thành phố luôn nha, có giá là 46.800 ha. Đó, mẫu xe next buy cho các anh em trẻ trẻ tập chơi, đang tập chơi biệt phân khối lớn, phân khối vừa và nhỏ. Rồi, hình thức xe nè, ốc tán rồi rất là đẹp ha, còn can sò ben luôn. Đó, cái màu này màu của 2018, màu rất là đẹp nha mọi người, màu đỏ nhám. Đó, anh em nào về ổng ưng thì mua về lò để dán cái kem tem chùm lên, keo đề can á, mà dán bóng á, nhìn xe nó sẽ nhám chứ. Sơn nhám thì dán đề can nhám lên nó nhìn nó sẽ đẹp hơn, bảo vệ sơn mình. Rồi, xe này cũng không có nhiều đặc sắc ha. Đó, em sẽ quay sơ qua. Tại clip này 4 chiếc nên là có thể là thời lượng nó hơi dài, nên em sẽ đi những xe nào zin á, cơ bản không có gì á thì em sẽ lướt nhanh qua thôi. Đó, em quay sơ cho mọi người xem. Ốc tán nè, ken sà beng hết nha. Tụi em đã vừa vệ sinh trong ngoài, phía trong, phía ngoài gì đó đều là sạch sẽ hết rồi. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì úp CC hay đổi xe hay gì đó, tụi em hỗ trợ hết luôn. Dĩa nè, không có cong bên gì nha, rất là đẹp luôn ha. Đó, anh em nào đang có nhu cầu úp CC hay gì đó, đổi xe cũ lấy xe mới gì đó, tụi em hỗ trợ hết. Anh em cứ trực tiếp mang xe qua. Đó, rồi tụi em định giá, xem xe mới định giá được nha mọi người. Không có gọi em không có báo giá qua điện thoại nha. Đó, màu quá đẹp luôn. Màu đẹp quá ha. Đỉnh cao luôn á. Rồi, ốc tán sáng trưng nha. Này, cổng sên nè. Đó, sạch sẽ cho mọi người. Cỡ này chịu gì nổi, nhìn chảy nước miếng. Khoái chảy nước miếng. À, phục ô liền nha. Rồi, xe này thì đồ chơi thì cũng không có nhiều, phụ kiện gắn thêm cũng không nhiều. Có ghi đông của MT03 phải, nhìn nó giống em cũng không nắm rõ chi tiết lắm ha. Rồi xi nhan Spirit, Spirit Beat. Rồi, ok, máy móc thì bô zin, đồ zin hết, im ru bà ru. Anh em nào xem xe thấy ưng thì cứ tới cửa hàng trực tiếp em xem xe cho dễ ha. Đó, máy móc êm ru. Đó, máy móc êm ru nha mọi người, đèn led cực kỳ sáng luôn. Rồi, ok, anh em nào đang có nhu cầu muốn sở hữu em T-Bit này thì liên hệ với em hotline 0924 700 900. Ngoài ra anh em có thể lên trực tiếp trang web thì motothudoc.vn để tham khảo thêm những dòng xe mới khác ha. Đó, tụi em luôn cập nhật sản phẩm ở trên đó, và các loại đồ chơi về xe, đồ chơi lướt thôi, bên em không có bán đồ chơi mới nha mọi người, đồ chơi lướt thôi. Đó, nó đẹp luôn. Rồi, T-Bit đăng ký 2010 biển số thành phố đăng ký 2018, giá là 46.800. Rồi, tiếp tục em sẽ qua mẫu thứ hai đây. Rồi, tiếp theo là mẫu R15V3 biển số Sài Gòn, giá là 54.800, đăng ký tháng 8/2020 nha mọi người. Xe được trang bị bộ đèn led này là chỉnh được nha, chỉnh màu hai bên rồi chỉnh màu xanh đỏ tím vàng vậy đó, 7 màu luôn, bộ đèn rất đẹp. Nó có xài app riêng để chỉnh, anh chủ xe có chuyển nhượng cho em, anh em nào mua xe em đưa ID mật khẩu vô để chuyển luôn. Rồi, chuyên môn tập trung vào môn chính chính. Đó là review xe này. Hiện tại xe này đang đi là kính chắn gió cao hơn. Đó, nhìn cho nó cái form xe nó ngầu hơn chút. Đó, rồi
đi một bộ tay con tay thắng màu vàng này của Yamaha luôn, dành riêng cho dòng CR15 luôn ha. Đó, hình thức xe rất là đẹp. Đây và cái chụp bảo vệ tay phuộc nè. Đó, rồi cục chống đổ của bánh trước nè, ốc tán mọi người thấy không, sáng ken xà beng luôn. Đó, chất xe rất là đẹp nha. Xi nhan led phía trước, xi nhan mũi tên. Rồi, chống đổ. Đó, quá trời đồ chơi luôn, đồ chơi chi chít luôn mà giá lại rẻ. Một nguyên một bộ cổ bô R1 ra tới ngoài đây luôn, inox hết luôn. Đó, bộ gác chân số gãy nữa nè, quá đẹp. Màu này R15 này đang đi là màu xanh đen ha, màu cũng khá là đặc trưng của Yamaha, xanh ốc trắng sáng hết ha, rất là đẹp nha. Ken xà beng hết. Đó, hỗ trợ anh em mua xe bên em thì hỗ trợ anh em quay đầu, bao quay đầu luôn nha. Rồi, hỗ trợ anh em úp CC luôn, mua xe cũ thu cũ đổi mới cho anh em luôn, anh em cứ việc mang xe tới đây rồi anh em mình coi xe rồi thương lượng giá cả, ok được thì triển khai. Đó, có hỗ trợ trả góp rồi hỗ trợ cho anh em thiếu lại tầm 10% giá trị xe á. Đó, cứ anh em chơi, cứ chơi đi rồi tụi em tiếp hết. Rồi, anh em nào tài chính mà thiếu đủ á thì cứ mạnh dạn tới cửa hàng em, có nhiều hình thức để anh em mua được xe lắm, trả góp tín dụng nè, trả góp qua các công ty tài chính nè, hoặc là cửa hàng em cho nợ luôn. Đó, phục vụ anh em đam mê là chính mà. Bộ cái chân số gãy quá đẹp. Rồi, cầm công tắc di động, có bộ giá đỡ điện thoại luôn. Xe này ô đô 10 mấy ngàn thôi. Đó, đờ mi nè, rất là đẹp ha. Wow, quá đẹp. Ok, rồi em nổ máy cho mọi người nghe thử cái bô R1 ha. Bô nổ rất là quy lực. Đó, rất là ấm. Bô AK thì đó giờ bô ấm mà chứ không có ré, tiếng cũng hay. Đó, anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp em nha, 0924700090. Ngoài ra anh em cứ việc truy cập lên website thimotothudoc.vn á. Đó, em có để tất cả các mẫu sản phẩm tại cửa hàng lên trên đó, anh em nào cứ thích thì mẫu nào thì cứ lên đó xem để chốt cho nó nhanh, nhanh gọn lẹ. Rồi, quá đẹp luôn. Mẫu Yamaha R15 V3 biển số thành phố, giá 54.800.000, đăng ký tháng 8/2020 nha mọi người. Rồi, tiếp theo em sẽ lướt qua mẫu mới đây. Ok, mẫu Sugetis 44.800.000 đăng ký 2019 nha. À, ngoại hình thì xe này ô đô cũng thấp, biển số thành phố. Đó, chất xe thì rất là ken xà beng. Anh em là đang có nhu cầu tập chơi dòng này thì tập chơi mua xe côn đó, nói chung là xe côn, xe mô tô gì đó. Đó, thì để anh em đi tới đi lui hàng ngày cũng tiện. À, ốc tán nè, sáng trưng, có hãng luôn, dấu hãng chấm đàng hoàng. À, rất là đẹp. À, chất xe còn rất là liền lặng nha, màu đen nhám nha mọi người. Đó, chất xe nè, đó, ốc tán sáng trưng, ken xà beng luôn, quá đẹp luôn. Đây nữa nè, ha, ốc tán ken xà beng hết. Đó, quá đẹp. Bô zin nè, ốc cốt nè, quá đẹp luôn. Đó, dĩa thẳng băng. Đó, ốc ken xà beng luôn, em rửa trong ngoài sạch sẽ hết rồi, anh em về đổ xăng đi thôi. Đó, anh em nào có nhu cầu đổi xe thì ok luôn nha. Đó, anh em mình cứ đem xe tới cửa hàng, đem trực tiếp xem xe rồi báo giá thu đổi luôn, hỗ trợ anh em luôn. Đó, quá đẹp. Xe này em sẽ đi góc lướt bốn cạnh cho anh em xem từ đầu tới đuôi thôi. Còn ngoài ra thì cũng không có nhiều chi tiết để nói.
Rồi. Ngâm trên dĩa được vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Anh em nào có nhu cầu tìm xe gì đó thì cứ lên trang web thimotothủđức.vn ha, để tìm kiếm những dòng xe mình yêu thích. Đó. Rồi. Ok. Quá đẹp luôn. Mẫu xe không có gì để bàn cãi nữa. Quá đẹp. Ken xà beng hết trơn. Suzuki GDiv S150 à, biển số thành phố, giá là 44 triệu 800 ngàn nha. Máy móc êm ru. Dòng 150 thì trong dòng 150 á, thì Suzuki là có một cục máy là gần tương đối là mạnh nhất rồi, mạnh hơn cả Yamaha với mạnh hơn cả Honda luôn. Xe zin nó chạy cũng phải được trăm ba mấy trăm tư á, trăm tư máy zin nha mọi người, chưa tính cái máy độ nha, so sánh gì cho nó dễ. Còn đây còn 2 kg zin luôn. Odo siêu lướt luôn mọi người, xe Odo mới có 2008, nó chất xe này là khỏi bàn luôn, quá đẹp. Ok, tiếp theo em sẽ lướt qua mẫu mới là mẫu CB 300 nha. Đó, xe nào cũng sẽ lướt hết trơn á, xe quá đẹp luôn. Rồi còn một con cọp cuối cùng của clip hơi dài này. Anh em nào đã theo dõi được tới đây thì em cũng xin cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Anh em đã luôn hỗ trợ luôn, hỗ trợ em xem video đồ này nọ, cày view cho em, tụi em cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn những anh em đã theo dõi tụi em trong suốt thời gian qua. Rồi đây xin giới thiệu đến mọi người mẫu xe siêu cọp Honda CB 300, biển số Đồng Nai, 60 biển số tỉnh nha. Rồi giá là 98 triệu 800 ngàn, đăng ký 2020, quá đẹp luôn. Chất xe này Odo mới có 800 cây nha mọi người đó, nên cũng không có gì để bàn cãi nhiều á. Xe này thiếu cái thùng thôi, anh em mua về là anh em đi rô đai được luôn nè. Tất cả các chưa có trang bị một bất cứ thứ gì, hơi là zin zin đét luôn á, quá đẹp luôn. Ken sao ben mọi người đó, chất xe nè. Anh em mua xe này thì anh em đỡ được so với hãng là được mấy chục triệu rồi. Để mấy chục triệu anh em để dành để có thể up CC khác, mẫu khác nữa. Còn xe này anh em mình đi trải nghiệm thôi. Đó. Còn gì đâu nữa là chơi. Nè. Đó, em show full HD không che cho anh em luôn, anh em ở xa để dễ tham khảo. Mẫu xe này mới lướt thôi, siêu lướt lướt luôn. Quá trời đẹp. Đó, anh em nào ưng cái bụng thì alo trực tiếp điện hotline bên em nha, 0924 700 900. Đó, ngoài ra anh em bên em có hỗ trợ cho anh em thu xe cũ đổi xe mới, với điều kiện là anh em phải mang xe tới trực tiếp cửa hàng để tụi em định giá. Rồi đây rồi, chém gió từ đầu mùa tới cuối mùa rồi, cái clip nó dài hòn lon rồi anh em, ráng còn vài phút nữa anh em xem cho chót luôn ha, tại vì con siêu phẩm này là em đưa vào cuối của clip. Mọi người thấy sao khi một siêu phẩm vậy? Anh em nào đang có nhu cầu săn tìm cho mình một siêu cọp vậy, rẻ hơn được mấy chục triệu so với mình đi đập thùng thì còn gì đó là bằng. Đây chìa khóa hai chìa còn đầy đủ nha mọi người, mã code cũng ok luôn, công chức năng đồ là như hãng đầy đủ hết. Đây đặc biệt là Odo chỉ có 869 km thôi ha, thiếu cái thùng thôi, quá đẹp. Đó, đầy đủ ABS chế độ hai kênh. Đó, bô rất là lực. Đó, bô CB 300 là rất là lực nha. Rồi đó, chỉ có 98 triệu thôi trong một cuộc tình đẹp như Ngọc Trinh. Đây Honda CB 300 98 triệu 800 đăng ký 2020. Đó, anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp với em nha, 0924 700 900. Anh em có thể lên trang web seymotohuoc.vn để xem các sản phẩm tụi em up trên đó. Rồi ok, thôi em kết thúc video dài đăng đẳng này.
một clip 4 xe, chốt chiếc cuối là một chiếc siêu cọp này ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video tới thời điểm này. Ok. Em giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe giải qua chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao ta, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này cái chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra một triệu mấy hai triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu dàn áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào, cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi, thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, vậy thì xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á, thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm, tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha. Nhớt Motul với là khúc Colin nè. Đó. Với này là có bảo hành cho anh em luôn. Có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè. Ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn. Cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây. Cái tiệm của em đây. Đó. Thì mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lướt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được. Yeah. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Mboss nè, có ba hình thức trả góp, trả góp qua Mboss, thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu, rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu, rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu, cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi, đó xe rất nhiều đó nha mọi người. Gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn. Đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị. Xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở
ở ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ, mình mua xe mấy 100 triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều, lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn con người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới phải xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.